Những giọng rap của Sao Việt khiến cộng đồng mạng rơi vào trầm tư, không có dở nhưng lạ lắm. Membo hiểu thứ 2. Nhìn tụi anh thật cool, rảnh như băng mà không cần cấu. Bài ra bài ra bài như một siêu đấu. Còn thằng bạn em 2, 3. Anh cả Trường Giang luôn luôn yêu thương đàn em, bồi biến cho mấy đứa em. Ông thần địa lý nấu ăn cực ngon, giảm cân chớ hề thành công. Và đây là hiếu thứ 2, mới đẻ hôm qua chứ ai. Ban ngày thả thính đại trà, ban đêm vậy mà đẹp trai. Ủa đâu đâu? Ủa tao rồi. Như đó mẹ em làm tim và làm sai sao định. Cho anh tha cho tôi một ba 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 chẳng. Ủa tao. Hôm nay chờ nắng chờ đây chờ đây nắng. Nắng 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 cái đầu. Một hoa đứng ngay đầu ngõ, anh tặng con nhỏ gọi là yêu thương. Anh không cần em chính hiệp, anh không cần làm sống các vạn. Anh không cần em nhung lửa, anh không cần biết con sáng. Những em ơi chỉ là gì, cũng chỉ là phụ chúng trâu nậu. Những em ơi chỉ là gì, cũng chỉ là tháng qua mà thôi. Ngoài nhan sắc ra thì Lê Dương Bảo Lâm còn có chất điệu cực lớn với các bài rap của Hiếu thứ hai. Vậy nên cứ sơ hở một cái là anh Lâm nhà ta lại cover hit của đàn em liền. Membo Hiếu thứ hai. Nhìn tụi anh thật cool, rảnh như băng mà không cần cấu. Bài ra bài ra bài như một siêu đấu. Còn thằng bạn em. Nhưng mà quay bộ cái phiên bản cover này thì nó vừa tốn sức mà vừa khiến dân tình lắc ngang. Cái đẳng cấp rap vừa chật nhịp vừa sai lời của anh Lâm thì làm gì có ai mà bì lại nổi. Bởi nói Dương Lâm là thánh phá hết thì cũng cấm có sai đi đâu được. Nghe anh rap xong thì tự nhiên cộng đồng mạng lại được fan rơi vào trầm tư, hoài nghi nhân sinh luôn chứ chẳng đùa. Đâu chỉ có phá hết của đàn em, anh Lâm Đồng Nai cũng có niềm đam mê bất diệt với việc chế lời rap nữa nha. Nhưng mà để nói hay hay không thì chẳng ai dám trả lời cả. Nói đến cái sự rap dở vươn tầm vũ trụ thì đâu thể thiếu được nam thần điện ảnh Kiều Minh Tuấn. Người loạn ngôn mà đi rap thì trông sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ cần nhìn cái cách anh Kiều Minh Tuấn bắn rap bản hit của Hiếu thứ hai là dân tình hiểu liền hà. Ủa đâu đâu đâu? Ủa tao rồi. Như đó mà mẹ em làm tim anh trai sao nhìn. Cho anh tha cho tôi một ba 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 chẳng. Ủa tao. Mắc chứng rối loạn ngôn ngữ nhưng được cái là đam mê với bộ môn rap lắm. Kiều Minh Tuấn đã khiến dân tình được fan du lịch đến sao hỏa bởi chẳng hiểu anh đang rap cái ngôn ngữ gì. Nói giờ thì tự ái, nhưng mà 10 lần như một, cái khả năng ca hát hay rap của chàng nam thần điện ảnh thì vẫn luôn là dấu hỏi chấm cực lớn đối với khán giả Việt. Trong khi đàn em thì rap trên nền nhạc hiện đại, với giai điệu cực bắt tai thì anh cả Trường Giang lại cứ là thích chọn cho mình lối đi riêng. Chấp luôn cả con beat bolero, nam danh hài khiến khán giả được fan cười khở, lắc cực mạnh trước màn rap của anh. Hoa đứng ngay đầu ngõ, anh tặng con nhỏ gọi là yêu thương. Trước đó, Trường Giang cũng từng lấn sân làm rapper và cho ra hẳn một chiếc MV ngựa chiến ra phết đấy chứ chẳng giỡn. Anh không cần em chính hiệp, anh không cần làm sống các vạn. Anh không cần em nhung lửa, anh không cần biết con sáng. Những em ơi chỉ là gì, cũng chỉ là phụ chúng trâu nậu. Những em ơi chỉ là gì, cũng chỉ là tháng qua mà thôi. Anh rap cũng nghiêm túc lắm chứ bộ, mà sao cộng đồng mạng thì cứ là cười anh mãi thôi. Bình thường mà nói giọng địa phương là khán giả đã la ó vì chẳng hiểu gì rồi. Ấy vậy mà anh Giang rap hẳn một bản rap bằng giọng quê mình luôn. Đến khúc này thì các anh em làng rap đã thấy tới công chuyện chưa? Nói bình thường đã không nghe được gì rồi, giờ rap nữa thì bó tay luôn. Chú Giang out trình luôn, rap trên nền nhạc bolero luôn. Trường Giang rap hay nhất. Đúng là với những viên ngọc ẩn này mà đi thi rap thì dàn thí sinh mùa rap năm nay làm gì mà có cửa địch lại được các anh. Đưa ba cái tên đình đám này lên để mà so kẻ khả năng rap thì có khi còn khó hơn cả việc tuyển chọn quán quân chứ chẳng đùa. Bạn có cảm nhận như thế nào về năng khiếu âm nhạc của những nghệ sĩ trên? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.